Nguyên nhân vụ việc con gái sát hại cha ruột tại Điện Biên. Bán củ khoai nướng 80.000 đồng, người bán khai gì với công an? Khởi tố kẻ mua bé gái 13 tuổi với giá 2 triệu đồng về làm phục vụ quán karaoke. Bị yêu cầu dừng xe, nữ tài xế ô tô đâm thẳng vào cảnh sát giao thông. Ông Putin chỉ trích chính sách phương Tây với Ukraine. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cuối ngày của Hoàng Châu Channel. Sau đây là tổng hợp của chúng tôi về các tin tức nóng hổi diễn ra trong ngày 3 tháng 12 năm 2022. Nguyên nhân vụ việc con gái sát hại cha ruột tại Điện Biên. Hôm qua, mạng xã hội xôn xao thông tin về việc con gái chém lìa đầu bố ruột tại Điện Biên. Thời điểm ban đầu, nhiều trang mạng xã hội còn đăng tải lý do là vì người con gái sử dụng chất kích thích nên mới xảy ra thảm kịch này. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, vào khoảng 8 giờ ngày 2 tháng 12, trên địa bàn xã Núa Ngam đã xảy ra vụ án mạng khiến cho một người đàn ông tử vong. Vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên thông tin, nạn nhân trong vụ án là ông Đặng Văn Lương, quê ở Thái Bình, sinh năm 1963, hiện ở bản Hát Hẹ, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hung thủ sát hại nạn nhân bước đầu được xác định là con gái ruột Đặng Thị Thanh Tâm, sinh năm 1991. Theo điều tra ban đầu, trong buổi sáng xảy ra án mạng, ông Lương và con gái đã xảy ra cãi vã lớn. Sau đó, nạn nhân có gọi điện cho lực lượng công an đến để giải quyết, nhưng chưa kịp thì đã xảy ra vụ việc. Người con gái dùng hung khí chém lìa đầu bố đẻ của mình. Được biết, trước đó nhiều ngày, hai bố con nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Lương nhiều lần dùng gạch đá ném vào nhà con gái ở ngay bên cạnh. Ông Lương bị tai biến phải ngồi xe lăn nhiều năm nay và sống không được lòng hàng xóm, họ hàng nên khi mâu thuẫn và cãi vã xảy ra giữa hai bố con, hàng xóm cũng ít để ý. Còn con gái nạn nhân đã phải đi chữa trị bệnh tâm thần trong gần 10 năm qua, thường xuyên đi lang thang ngoài đường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra làm rõ. Tin tức tiếp theo. Bán củ khoai nướng 80.000 đồng, người bán khai gì với công an? Liên quan đến sự việc nhóm bạn trẻ bị tố chặt chém 80.000 đồng cho một củ khoai nướng khi đi ăn ở Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tối ngày 2 tháng 12, công an phường Hàng Bạc đã xác định được người bán hàng và mời đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, danh tính người phụ nữ bán hàng rong được làm rõ là TTT, 37 tuổi, ở Hà Nội. Bà T thường xuyên bán nước, ngô, khoai nướng tại vỉa hè quanh khu vực Hồ Gươm. Theo cơ quan công an, chị T cho biết, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 2 tháng 12, người phụ nữ này bày bán hàng rong tại khu vực vỉa hè Hồ Hoàn Kiếm, đối diện với ngã năm Đinh Tiên Hoàng, thì có một nhóm thanh niên khoảng 8 người đến hỏi mua. Nhóm thanh niên mua 4 củ khoai lang mật nướng, 3 bắp ngô nướng, 10 quả trứng nướng, cả nhóm ăn ngay tại chỗ. Sau khi họ ăn xong, tôi tính tiền 80.000 đồng một củ khoai, tổng tiền là 320.000 đồng, 3 bắp ngô nướng giá 20.000 đồng một bắp, tổng là 60.000 đồng, 10 quả trứng nướng mỗi quả 20.000 đồng, tổng là 200.000 đồng. Tổng số tiền tôi đã thu là 580.000 đồng. Lúc đó, nhóm thanh niên có thắc mắc về giá cao, tôi có giải thích là tiền nhập đầu vào đã cao nên thu như vậy, thì họ có bỏ đi. Chị T khai tại cơ quan công an. Lãnh đạo công an phường Hàng Bạc cho biết, người phụ nữ bán hàng rong có thanh minh là việc bán như vậy là không đắt, bởi giá nhập các loại hàng trên đầu vào đã cao, ngoài ra thời điểm bán hàng lại là ban đêm, ít hàng quán khác. Lãnh đạo công an phường Hàng Bạc chia sẻ, đây chỉ là cách thanh minh của người phụ nữ này. Qua làm việc, người phụ nữ này thừa nhận bán hàng rong không có sự cho phép của cơ quan chức năng, cứ khi bị nhắc nhở thì chị này lại di chuyển ra chỗ khác để bán. Hiện chúng tôi đã lập biên bản để xử lý hành chính đối với T. Mức phạt là 2-3 triệu đồng, đây là mức phạt cao nhất đối với hành vi này. Về việc chặt chém, chúng tôi cần xác minh thêm để có căn cứ xử lý, lãnh đạo công an phường Hàng Bạc thông tin. Trước đó, ngày 2 tháng 12, tài khoản Facebook của chị NTMH, 20 tuổi, quê Quảng Ninh đăng tải hình ảnh và clip về việc bị chặt chém khi ăn đêm ở khu vực Hồ Gươm, phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tin tức tiếp theo, khởi tố kẻ mua bé gái 13 tuổi với giá 2 triệu đồng để làm phục vụ quán karaoke. Chiều ngày 2 tháng 12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với Quản Quốc Huy, sinh năm 1993, trú tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Tại cơ quan công an, đối tượng Quản Quốc Huy khai nhận, khoảng tháng 10 năm 2022, Huy đã chuyển số tiền hơn 2 triệu đồng cho một người đàn ông trú tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để nhận cháu M, sinh năm 2009, trú tại xã Hua Thành, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, về làm nhân viên phục vụ cho các quán hát karaoke trên địa bàn thị trấn Bình Gia. Trong quá trình làm việc, Huy bắt cháu M phải khai ra tuổi và trả cho cháu 120.000 đồng một giờ phục vụ. Sau đó, cháu M xin nghỉ việc, Huy đã bắt cháu phải trả nhiều khoản tiền thì mới được về nhà. Đến ngày 29 tháng 11, cháu M đến trụ sở công an địa phương tố cáo, trình báo sự việc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng Quản Quốc Huy theo quy định của pháp luật. Tin tức tiếp theo, bị yêu cầu dừng xe, nữ tài xế lái ô tô đâm thẳng vào cảnh sát giao thông. Sáng ngày 2 tháng 12, trên mạng xã hội xuất hiện clip tài xế ô tô Toyota Yaris màu trắng mang biển kiểm soát 29A86026 không chấp hành hiệu lệnh, lao xe vào một cán bộ cảnh sát giao thông trên đường Tố Hữu, Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đoạn clip đã khiến người dân vô cùng bất bình, phẫn nộ trước hành động coi thường pháp luật, bất chấp nguy hiểm của tài xế ô tô khi lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ. Liên quan đến vụ việc trên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội xác nhận cán bộ cảnh sát giao thông trong clip là Thiếu tá Nguyễn Hải Thanh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 2 tháng 12 tại đoạn đường Tố Hữu, Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm. Tài xế ô tô trong sự việc là nữ giới. Rất may hành động của nữ tài xế này được ngăn chặn kịp thời nên không có người bị thương. Thông tin ban đầu, chiếc ô tô nói trên vi phạm đi vào làn xe buýt BRT. Khi phát hiện, cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh nhưng nữ tài xế trong xe vẫn tiếp tục nhấn ga, lao thẳng vào người đứng trước xe theo hướng đường Lương Thế Vinh. Sau khi dừng được chiếc xe, tài xế ô tô bước ra là nữ giới. Người này cho biết do bản thân đang bị muộn làm nên đã cố tình lái xe vào làn BRT và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm giao thông với hành vi vi phạm này. Còn với hành vi chống người thi hành công vụ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đang xem xét toàn cảnh từ clip người dân cung cấp và ghi nhận từ các nhân chứng. Tin tức cuối cùng, ông Putin chỉ trích chính sách phương Tây với Ukraine. Tổng thống Nga chỉ trích đường lối phương Tây với Ukraine là phá hoại khi điện đàm với Thủ tướng Đức, kêu gọi Berlin phải suy nghĩ lại cách tiếp cận. Sự chú ý đổ dồn vào chính sách phá hoại mà các nước phương Tây theo đuổi, trong đó có Đức, những bên đang cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev và huấn luyện quân đội Ukraine. Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Nga Putin nói trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 2 tháng 12. Tổng thống Putin cho rằng điều này cùng hỗ trợ tài chính toàn diện cho Ukraine khiến Kiev tiếp tục bác bỏ hoàn toàn ý tưởng đàm phán. Tổng thống Nga kêu gọi Đức xem xét lại cách tiếp cận của mình đối với các diễn biến tại Ukraine, Điện Kremlin cho biết. Phát ngôn viên của Thủ tướng Scholz cùng ngày ra tuyên bố rằng lãnh đạo Đức kêu gọi Tổng thống Putin tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt, trong đó có cả việc Nga rút quân. Thủ tướng đặc biệt lên án các cuộc tập kích của Nga nhằm vào hạ tầng dân sự ở Ukraine và nhấn mạnh quyết tâm của Đức trong hỗ trợ Ukraine đảm bảo khả năng phòng thủ. Phát ngôn viên của ông Scholz cho biết, hai lãnh đạo Nga-Đức điện đàm trong 1 giờ và đồng ý duy trì liên lạc. Phía Nga cho biết cuộc điện đàm ngày 2 tháng 12 do Đức khởi xướng. Cũng trong cuộc điện đàm, ông Putin khẳng định các đợt tập kích của Nga nhằm vào hạ tầng Ukraine nhằm đáp trả hành vi khiêu khích của nước này. Lực lượng vũ trang Nga từ lâu kiềm chế không tập kích tên lửa vào một số mục tiêu nhất định trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Nga giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài đáp trả các cuộc tấn công khiêu khích của Ukraine nhằm vào hạ tầng dân sự của Nga, trong đó có cầu Crimea và các cơ sở năng lượng. Theo thông cáo của Điện Kremlin, lần gần nhất ông Putin và ông Scholz điện đàm là vào ngày 13 tháng 9. Thủ tướng Đức khi đó hối thúc Tổng thống Nga đi đến giải pháp ngoại giao nếu có thể dựa trên lệnh ngừng bắn. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đình trệ từ hồi tháng 3. Hai bên đều đổ lỗi cho nhau là nguyên nhân không thể tiếp tục thảo luận. Mỹ và các đồng minh châu Âu trong khi đó khẳng định sẽ hỗ trợ hết mức để Ukraine đạt được lợi thế trong các cuộc đàm phán nếu diễn ra. Trên đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các quý vị.
Chúng tôi là Hoàng Châu Channel. Mọi người đừng quên like, share, ấn đăng ký kênh để cập nhật tin tức nóng hổi nhanh nhất trong ngày. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!